Mua hoa đi anh ơi. Anh đẹp trai, mua hoa tặng người yêu đi anh. Tôi không có người yêu. Vậy anh mua hoa tặng bạn bè cũng được. Hình như tôi cũng không có bạn. Ồ, anh ăn ở kiểu gì mà không có bạn vậy? Tôi ăn ở bình thường, chẳng qua là do cô nhiều chuyện thôi. Vâng, là do tôi nhiều chuyện. Vậy anh mua hoa tặng đồng nghiệp đi. Đồng nghiệp á? Tôi sợ tôi tặng họ xong họ sẽ sợ hãi và lo lắng đấy. Anh ăn ở kiểu gì chán vậy? Bạn bè không có, đồng nghiệp ghẻ lạnh, người yêu thì cũng không. Đừng có nói với tôi là đến người nhà anh cũng không có đấy nhá. Đúng, người nhà tôi cũng không có. Anh đúng là khó hiểu. Cô này, bên kia còn rất nhiều người, sao cô cứ nhất quyết mời tôi mua thế? Không lẽ nhìn mà tôi dễ lừa thế à? Anh cứ nói vậy, khách nào mà tôi chả chào mời như thế. Với lại tôi thấy chúng ta có duyên nên là mới chào mời thôi. Tôi còn đang bận rất nhiều việc, tôi xin lỗi. Cô làm gì đấy? Tôi không mua đâu. Tôi không bán, tôi tặng anh đấy. Cô nói gì á? Thì anh không bạn bè, không người thân, đồng nghiệp thì ghẻ lạnh. Như vậy tôi đoán là chắc chắn anh chưa bao giờ được tặng hoa rồi. Xem như tôi tặng anh, cố gắng lên. Cô đúng là thú vị thật đấy. Được rồi, tôi sẽ mua bó hoa này cho cô. Ê, tôi đã bảo rồi, tôi nói tặng là tặng, anh không cần phải trả tiền đâu. Cô không lấy tiền thật á? Tôi nói rồi, những người buôn bán như tôi ấy thì luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Vào đi. Chủ tịch ạ. Cô Ngọc à, tìm tôi có chuyện gì không? Chủ tịch ạ, mua hoa tặng ai vậy ạ? À, trên đường tới đây, tôi tiện mua thôi. Dạ vâng ạ. Mà tìm tôi có chuyện gì không? À, dự án sắp tới của chúng ta, phòng kế hoạch vừa nộp lên, em gửi chủ tịch xem ạ. Cứ để đấy, lát tôi xem. Thôi, cô về làm việc đi. Dạ vâng, em xin phép ạ. À mà này, cô cầm bó hoa này xuống phòng lễ tân cắm cho tôi. Chủ tịch nói thật ạ? Ừ, sao thế? Dạ vâng, em làm ngay ạ. Đây là dự án sắp tới của tập đoàn chúng tôi, anh cầm về xem qua đi. Dạ vâng ạ, cảm ơn thư ký Ngọc. Dự án này rất là lớn, tôi thấy với quy mô của công ty anh cũng chưa hẳn đảm nhận được. Vậy tại sao anh cứ cố gắng tranh giành để làm gì? Thư ký Ngọc yên tâm, sắp tới tôi sẽ mở rộng thêm. Hơn nữa tôi cũng kêu gọi được không ít vốn, đảm bảo sẽ không làm cô thất vọng đâu ạ. Chủ tịch của chúng tôi mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi có thất vọng hay không thì cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Ai chẳng biết thư ký Ngọc đây là cánh tay đắc lực của chủ tịch tập đoàn ABA. Chỉ cần cô nói giúp một câu, tôi không sợ chủ tịch không nghe đâu ạ. Chuyện này tôi sẽ cân nhắc. Nhưng mà anh cứ yên tâm, nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ giúp đỡ công ty anh. Có lời này của cô thì tôi yên tâm rồi. Nếu dự án này mà đến được với công ty chúng tôi nhất định sẽ không để cô thiệt thòi đâu. Chuyện đó cứ để tính sau đi. Anh và các cộng sự của mình nghiên cứu kỹ rồi gửi lại bản kế hoạch cho tôi. Tôi sẽ trực tiếp đưa cho chủ tịch. À, vâng ạ, nhất định rồi ạ. Thôi, tôi xin phép về chuẩn bị triển khai cùng mọi người. Ok. Vâng, xin phép chị. Dạ. Anh gì ơi, mua hoa đi ạ. Em bán hoa. Dạ vâng, anh mua bó nào ạ? Anh mua em được không? Anh làm cái trò gì đấy? Chẳng phải em bán hoa à? Phát giá đi anh mua. Anh đừng ăn nói vớ vẩn. Tôi bán hoa đàng hoàng, không bán cái thứ mà anh đang nghĩ trong đầu đâu. Cùng là kiếm tiền thôi mà. Anh tránh xa tôi ra, nếu không tôi kêu lên đấy. Thế thì cô em chưa biết thân phận của anh rồi. Anh có siêu năng lực đấy, không dễ đối phó đâu. Nhìn mặt anh đã thấy lưu manh rồi. Siêu năng lực cái gì? Siêu năng lực ở đây là nhiều tiền ý.
Em thích không? Đừng có lấy tiền ra để coi thường người khác. Anh đi đi, tôi không bán cho anh nữa. Việc gì mà em phải khổ thế nhờ? Em thấy đấy, thời tiết đang rất nắng nôi. Em mà đi theo anh á, thì không phải dầm mưa dãi nắng nữa. Đồng ý nhá. Dừng lại, anh mà tiến thêm bước nữa là không xong với tôi đâu. Bọn này bao tiền? Anh mua thật à? Anh đang rất nghiêm túc. 50.000. Ừ. Nhưng mà anh lại thấy cái bó này không hợp lắm rồi. Em tư vấn chút đi. Nếu mà anh muốn mua cho đồng nghiệp thì anh nên mua bó nào? Thôi, tôi không bán cho anh nữa đâu. Anh đi chỗ khác đi, đừng làm phiền tôi nữa. Em bán hàng kiểu gì đấy? Khách muốn mua thì phải tư vấn chứ. Khách thì cũng dăm ba loại, tôi từ chối bán cho anh. Để xem ngày hôm nay cô em sẽ chạy đường nào. Cố gắng chiều anh đi. Anh sẽ xây cho cô em một tiệm hoa lớn nhất thành phố này. Thẳng ra, có ai không? Cứu tôi với. Này cậu kia, cậu làm cái gì đấy? Anh giúp tôi với, anh ta là một tên biến thái. Thằng kia, mày ăn no rừng mỡ à? Cậu ăn nói cho cẩn thận. Mày làm hỏng chuyện tốt của tao, xong mày còn bảo tao cẩn thận. Mày chán thở đúng không? Anh đừng nói láo. Anh đến giờ trò lưu manh với tôi, chuyện tốt cái gì? Cô em được đấy. Anh rất thích sự ngang bướng này. Cậu đi đi, giữa ban ngày ban mặt làm thế không hay đâu. Có hay hay không á thì cũng không đến cái lượt mày bận tâm. Bớt lo chuyện bao đồng lại. Còn nhà nước, còn pháp luật, cậu ngang ngược vừa thôi. Tiên sư mày, giờ tao hỏi mày, mày có biết không? Nếu cậu còn cư xử như thế nữa, tôi không nhịn nữa đâu. Mày không nhịn á? Mày không nhịn thì mày định làm gì? Và đây. Anh vừa phải thôi, nếu không tôi báo công an đấy. Này, mày định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à? Hả? Bố mày không tha cho mày nữa. Thả tao ra. Cậu còn càn quấy được không? Không dám. Thằng chó gãy tay bố mày rồi. Nếu cậu còn đứng đó nói nhảm nữa, tôi cho gãy thật đấy. Mày hay lắm, giỏi đấy. Chờ bố mày. Bố mày không quên chuyện này đâu. Nhìn cũng thành đạt này đó, mà ứng xử kém quá. Cô có sao không? Anh cũng ghê thật đấy. Cảm ơn anh nhá. Không có gì đâu. Mà từ sau ấy, cô chọn chỗ đông người mà bán, ai lại bán chỗ vắng thế này? Tôi biết rồi. Nhưng mà chỗ đông người thì bị người ta đứng hết rồi, chẳng còn chỗ nào đứng cả. Ngày mai cô đến cổng tập đoàn ABA mà đứng. Tòa nhà đó nhiều người ra vào lắm. Anh tưởng đến đó dễ à? Tôi đến đó đứng mấy lần toàn bị đuổi thôi đấy. Để tôi nói cho, mai cô cứ đến là được. Ô, thế anh làm ở trong đó à? Ờ. Thế mọi hôm anh bảo là quan hệ của anh với đồng nghiệp không tốt, liệu anh có nói được không? Đấy là cô tự nghĩ rồi nói, chứ tôi đâu có nói đâu. Ý anh là gì? Nói tóm lại là mai cô cứ đến là được, sẽ không ai tắm đuổi cô đâu. Thôi được rồi, xem như là tôi tin anh vậy. Bán cho tôi bó hoa này đi. Chẳng lẽ anh tìm được người để tặng hoa rồi à? Ừ. Của anh đây. Tôi gửi tiền. À, thôi. Hôm nay anh giúp tôi một việc lớn còn gì. Xem như là tôi tặng anh đấy. Không, bó hoa này tôi nhất định phải mua. Anh làm gì mà nghiêm túc vậy? Cô cầm lấy. Được, vậy thì tôi cảm ơn anh nhá. Tặng cho cô đấy. Anh làm gì vậy? Tôi tặng cho cô đấy, nhận đi. Anh đúng là lạ đời thật đấy. Nếu muốn tặng tôi thì nên mua hoa chỗ khác. Ai đời lại mua của tôi rồi tặng lại bao giờ? Bao nhiêu năm qua tôi chỉ biết đến công việc. Đây là lần đầu tiên nên tôi bỡ ngỡ, cô thông cảm. Vậy tôi nhận xong rồi bán lại có được không? Hả? Tôi đùa đấy. Tôi sẽ cắm nó vào lọ hoa đẹp nhất của tôi. À, mà tôi quên mất, anh tên là gì thế? Tôi tên Dương.
Ngày mai cô cứ đến sảnh tập đoàn ABA. Nếu mà có ai nói gì cứ nói tên tôi ra. Vâng, tôi cảm ơn anh nhé. Tôi là Ngọc Anh. À, thôi, tôi đi trước đây. Vâng, chào anh nhé. Dạ chủ tịch, anh cho gọi em à? Đối tác của chúng ta sắp đến chưa? Dạ, thư ký bên họ vừa báo là giám đốc đang trên đường tới đây rồi ạ. Được rồi. À mà này, sáng nay cô thấy cô gái bán hoa nào đứng trước cổng tập đoàn mình không? Lúc em đến đúng là có nhìn thấy ạ. Nhưng mà em lại đuổi đi chỗ khác rồi. Xong là cô ta nói ra tên của chủ tịch, cho nên em vẫn để đứng đó. Cô làm tốt lắm. Cô ấy là người quen của chủ tịch thật ạ? Một người bạn, tôi mới quen. Bạn của chủ tịch ý ạ? Vậy thôi, em xin phép về làm việc ạ. Ừ. Hóa ra cô đến đây thật à? Anh không phải làm à? À, tranh thủ được nghỉ, tôi xuống xem cô thế nào. Hôm nay tôi bán được lắm, sắp hết hoa rồi. Cảm ơn anh nhé. Đấy, tôi không nói dối cô đâu nhá. Mà này, thế cuối cùng anh làm chức vụ gì trong tập đoàn này mà lại có tiếng nói thế? Sao cô lại hỏi thế? Thì sáng nay có một chị ăn mặc sang trọng đến muốn đuổi tôi đi, là tôi vội khai tên anh ra. Thế là chị ấy đi vào trong luôn, không nói gì cả. Thì đồng nghiệp nể nhau thôi. Vậy mà anh không tặng hoa cho người ta? Sao ai cô cũng muốn tặng hoa thế? Thói quen nghề nghiệp thôi mà. Xin lỗi anh nhé. Sao lại là anh ta? Không lẽ anh ta cũng làm trong này à? Không phải. Chào người đẹp. Chúng ta đúng là có duyên. Oan ra, chứ duyên con khỉ gì. Em đúng là thú vị. Này, cậu định làm gì? Lại là mày à? Sao tao đi đâu tao cũng gặp mày nhỉ? Cậu đến đây làm gì? Tại sao lại đỗ xe ở đó? À, tao hiểu rồi. Có phải mày làm trong này đúng không? Có liên quan đến cậu không? Xin trân trọng giới thiệu với mày. Tao là Phi Long, giám đốc công ty PJ. Ngày hôm nay tao đến đây để ký hợp đồng với chủ tịch của mày. Mày khôn hồn thì mày lựa. À, thì ra là cậu à? Thế nào? Biết sợ rồi à? Đợi tôi một lát. Nhanh lên. Alo cô Ngọc à? Xuống cổng tập đoàn gặp tôi ngay. Này, mày vừa điện cho ai đấy? Nếu cậu muốn ở đây nói chuyện thì cho xe vào bãi, còn không thì đi về đi. Này, mày không nghe thấy tao nói gì à? Mày vừa gọi cho ai đấy? Cậu đến tập đoàn tôi tham quan thì tôi hoan nghênh, cho người đón tiếp cậu đàng hoàng. Còn nếu cậu đến đây để gây sự ấy thì mời về cho. Cái gì? Mày vừa nói gì cơ? Tập đoàn này của mày á? À, mày bị mất não à? Hả? Chủ tịch, anh cho gọi em ạ. Giám đốc Long, anh đến rồi à? Thư ký Ngọc ạ. Cô vừa gọi. Đây là... Đây là anh Dương, chủ tịch của tập đoàn chúng tôi. Nếu như mà hai người đã quen biết nhau sẵn rồi thì mời hai người vào trong để trao đổi cụ thể hơn ạ. Chủ tịch Dương à? Cậu đừng nói gì nữa cả. Sẽ không có hợp đồng nào hết. Cô Ngọc. Dạ. Mời cậu ta về cho. Tôi không tiếp loại người như thế này. Dạ chủ tịch. Không lẽ anh vì một con bé bán hoa mà anh muốn bỏ hợp đồng này à? Tôi không phải chỉ vì cô ấy, mà còn vì tập đoàn tôi, vì cả xã hội này nữa đấy. Chủ tịch à, anh quá lời rồi. Hợp tác với người thiếu phẩm chất đạo đức, ngang ngược như cậu, thì chẳng phải tôi đang tiếp tay cho cái ác à? Vâng ạ. Chủ tịch Dương nói đúng. Tôi sai rồi ạ. Cô Ngọc. Dạ. Tiện khách. Dạ vâng ạ. Giám đốc Long, anh đỗ xe ở đây không hay đâu ạ. Thư ký Ngọc à, chuyện này... Chuyện này do anh tự gây ra, nên anh tự phải chịu trách nhiệm với việc này. Tôi giúp anh hết sức rồi. Anh về đi. Chủ tịch,
Em xin lỗi, em sẽ tìm đối tác khác ạ. Cô lên làm việc đi. Dạ vâng, em xin phép. Sao ngơ ra thế? Tôi làm cô sợ à? Thật không ngờ anh lại là chủ tịch của tập đoàn A đấy. Cô nói thiếu rồi. Tôi là chủ tịch tập đoàn ABA, cũng là bạn của cô đấy. Ê, anh đức cao vọng trọng thế, sao tôi dám chứ? Nhưng cô là người đầu tiên tôi tặng hoa. Cô cũng nhận rồi. Tình bạn này muốn chối cũng không được. Vậy nhá, tôi lên làm việc đây. Khi nào rảnh, tôi sẽ mời cô đi uống cà phê. Không ngờ anh ta ngốc như thế mà lại là chủ tịch của tập đoàn ABA.